Mình đang cùng với đài trình IBC TV trân trọng gửi lời chào thân thương đến với tất cả quý vị đang đến với bản tin dự báo thời tiết trong ngày thứ năm hôm nay, ngày 3 tháng 10 năm 2024 nhằm ngày 1 tháng 9 năm Giáp Thìn. Bắt đầu với vùng đi đôi Sài Gòn, bắt đầu cho sáng ngày thứ năm hôm nay trời có nắng và mây kết hợp vào ban ngày. Tối ngày hôm nay tại đây trời hầu như trong lành. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày đạt lên đến 83 độ, nhiệt độ thấp nhất cho buổi tối ngày hôm nay 63 độ. Ánh mặt trời sẽ ló dạng vào lúc 6 giờ 48 phút và hoàng hôn vào lúc 6 giờ 32 phút chiều tối. Độ ẩm tăng nhẹ từ 62% vào ban ngày tăng lên đến 82% vào ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này di chuyển từ hướng nam cho ban ngày với cường độ 8 dặm 1 giờ. Chiều tối ngày hôm nay sức gió yếu hơn cùng hướng nam 6 dặm 1 giờ và chỉ số tia cực tím vẫn giữ ở mức vào khoảng 7 trên 11. Ngày mai ngày thứ sáu tại vùng đi đôi Sài Gòn với trời có nắng và mây đang xen vào sáng ngày mai, tối ngày mai đôi lúc trời có mây. Nhiệt độ không thay đổi nhiều trong ngày mai với 84 độ là nhiệt độ cao nhất vào ban ngày, 64 độ là nhiệt độ thấp nhất cho buổi tối ngày mai. Sức gió đi qua khu vực này trong ngày mai từ 5 tới 8 dặm 1 giờ di chuyển từ hướng nam tây nam vào ban ngày, tây tây nam vào ban đêm. Và chu kỳ mặt trời ngày mai sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 49 phút. Tiếp nối vẫn như thường lệ, xin mời quý vị đến với thời tiết ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ cùng với đài trình IBC TV trong ngày thứ năm hôm nay. Chúng tôi kính chúc cho quý vị vô lượng an lạc.